Hai, xin chào mọi người, rất vui được chào đón mọi người đến kênh Miền Tây Ấn Tượng của mình nha. Mình là Trung, kênh của mình chuyên chia sẻ về những loài hoa kiển xung quanh làng hoa Sa Đéc của mình. Thì hôm nay mình ở đây là mình đang ngồi trong cái trại của mình. Hôm trước thì mình có chia sẻ với mọi người, mỗi cái video của mình đó, mình đều chia sẻ với mọi người một vài cây cảnh hoặc là những cây hoa. Thì hôm nay mình chủ nhật mình cũng rảnh rỗi không, mình muốn chia sẻ với mọi người một chút xíu về cái vlog, chia sẻ về những cây linh sam bonsai của mình. Thì mình những cây linh sam này thì mình cũng mới vừa nhập hàng vậy thôi mọi người, cái là cái lô trước mình đã bán hết rồi. Mỗi lần mình nhập như vậy về là khoảng tầm 20 cây. Thì những cây linh sam nè, rồi những cây cần thăng rồi đó. Thì hôm nay mình cái này mình ngồi là mình đang ngồi trong cái trại của mình, cũng là một ngày chủ nhật rảnh rỗi đi, thì mình sẽ khi mình giới thiệu xong thì mình sẽ chia sẻ với mọi người, sẽ trồng một cái cây bonsai mini nhỏ nhỏ xinh xinh đó mọi người, để cho chúng ta để trên bàn trà hay là trên cái bàn làm việc của mình, để cho cuộc sống của mình nó thêm phần thú vị và nó thư giãn những lúc chúng ta làm việc mệt nhọc mọi người nha. Thì bây giờ để mình quay cái camera sau để mình chia sẻ về một xíu về những cây kiển xung quanh cái trại của mình nha. Hôm nay bầu trời rất là đẹp mọi người xem, mây rất là tuyệt vời luôn. Thì sẵn đây thì mình muốn chia sẻ với mọi người chút xíu về một cái ngày chủ nhật nghỉ ngơi làm việc của mình nha. Thì giờ trước mắt để cho mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem nha. Rồi. Đây có vẻ mọi người nhìn thấy nè, mọi người nhìn thấy ngay cái tay mình là mọi người thấy đó, dưới hết đó mọi người. Đó là mình cái ao nhân tạo mình hôm trước mình có quay đó, thì chú ở trong đó đó. Hôm nay mình đang làm quen với chú cũng dạng đó, mình ngồi đây mà chú không có nhảy đó mọi người thấy nè, mọi người xem. Đó là con bót vật nuôi của mình ở đây đó mọi người, đó, mọi người thấy rất là dạng luôn. Để ở đây cho mọi người xem, chia sẻ mọi người về những cái cây sam của mình, cái lô này mới nhập về, cây cũng to rồi mọi người. Đây mọi người xem nè, đủ loại dáng hết nha, cây thì tạo dáng sẵn hết rồi mọi người. Có cây này nó nhỏ nhỏ xinh xinh đó cho mọi người xem, cây này mọi người xem nè, dáng trực nhưng mà trực nó hơi lắc nhẹ chút xíu mọi người. Mình đem xuống đây cho mọi người xem, nó có hoa luôn rồi nha, có hoa linh sam. Mình cũng rất thích cái loại hoa này mọi người xem nè, cái cây này nó nhỏ nhưng mà rất là đẹp nha. Mọi người xem nè, cái hoa của nó nhìn thấy rất là ấn tượng mọi người thấy không, hoa tím tím mà nhỏ xí nhỏ xì, lá nhỏ nhỏ, nhìn cây rất là độc đáo mọi người. Đây. Rất là nhiều dáng cây rất là đẹp mọi người. Ở đây thì có một cây dáng đổ, mọi người xem nè, vừa bay vừa đổ luôn mọi người, nhìn giống là rất là ấn tượng ha. Thì ở đây những cây kiển mình giới thiệu với mọi người, ở đây thì tất cả những cây linh sam này mình bán hiện tại là giá chỉ có 65.000 thôi mọi người. Hôm trước thì có khuyến mãi còn 50.000+, giờ mình cái đợt khuyến mãi đã hết rồi, giờ mình không còn khuyến mãi nữa, giá nó đã trở về cái buổi ban đầu. Hiện tại mình bán là 65.000 một cây vậy đó mọi người, cây rất là to luôn nha mọi người xem nè. Còn ở đây là mọi người thấy nè, đây là những cái cây cần thăng của mình. Hôm trước mình có làm cái video chia sẻ về cây cần thăng đó, bonsai á, thì cái lô đó nó ra lá nhiều, đủ lá hết rồi, mình đã bán hết cái lô đó mọi người. Và cái lô này mới nhập về này lá nó mới nhú ra thôi, chắc khoảng từng lễ nữa lá nó ra xanh đó mọi người, lá non ra mọi người nhìn thấy lá non tươi tốt hết sức rồi, bộ rễ cũng rất là ấn tượng nha. Mình rất thích những cây cần thăng mọi người, cây cần thăng mà nhìn mọi người biết nó hay ở cái chỗ là mọi người xem nè, lúc nào cũng có những bộ rễ kỳ quái hết mọi người nè. Đó. Cái cây này mà mình, mọi người biết cái cây này mà mình moi mình nâng cái bộ rễ lên cao là nhìn là rất là ấn tượng luôn. Cái cây này nè mọi người nhìn theo xem cái cây bên trong nữa nè,
mấy cái này mà khi mà mọi người mua về đó, mọi người vệ sinh sạch sẽ, mọi người làm gốc làm ngọn cho nó làm gốc rồi tỉa rễ rồi cho nó sạch sẽ thì mọi người biết nó nhìn rất là ấn tượng luôn mọi người nha. Ở đây thì mình có những cái cây bonsai tí hon mọi người. Cây này nhỏ xíu như siêu, nhỏ giống như nhỏ như ngón tay út của mình luôn, nhỏ hơn ngón tay út mình nữa. Mình mọi người nhìn xem nè, không nó chỉ có một chút xíu thôi, đây nó chỉ có một gang tay mình thôi mọi người. Mình đang cây nữa nè mọi người, cây này mình uống nó có dáng nó siêu siêu, nó đổ đổ, nó vừa bay mà nó vừa đổ mọi người. Chút xíu nữa mình sẽ lấy cái cây này mình trồng vô cái chậu mà, cái chậu mini của mình. Bên đây mọi người nhìn thấy nữa nè, rất là nhiều luôn. Thì những cái cây này, những cái cây linh sam này mọi người, thì mình bán, mình kinh doanh trên mạng, thường mình bán, mọi người mua thì mình gửi ngẫu nhiên thôi, bởi vì mình không biết đó, cây nào mình cũng đã vô dây mình quấn hết trơn rồi. Cây này mọi người thấy cây này to kinh luôn nè, cho dù nó to hay nó nhỏ gì thì mình vẫn bán giá 65.000 đồng giá nha hết mọi người. Còn cây này mọi người thấy cây này cũng rất là khủng luôn nha. Đây, cái cây này là mình không biết kêu dáng gì luôn đó mọi người. Cái cây này thì mình về mình trồng, mọi người trồng, mọi người để cho bàn làm việc. Cây này nó rất xum xê luôn, sau này mình chăm sóc cho nó ổn định, mở ra lá cho nhiều ha, là mọi người nhìn nó biết, nhìn rất là đẹp luôn. Và nó sẽ nè, mọi người xem nè, hết sức bự luôn. Đó, mọi người xem đó là cái quang cảnh của cái trại mình đó mọi người. Đây, dây xa xa cho mọi người xem, nhỏ nhỏ chút xíu vậy thôi, mình để mình trưng những hoa kiển bonsai của mình bên đó. Trên đó là cái vàng để mà thiên lý nó bò lên, còn bên trong đó là cái phòng để mình chứa những cái dụng cụ người dân phân bón, vật tư nông nghiệp rồi mình mua về mình để trong đó mọi người. Mọi người thấy không, đơn giản vậy cũng là cái nơi mà nghỉ ngơi và cái nơi để mình những cái lúc mà chủ nhật mình rảnh rỗi mình lên đây nè, mình nghỉ ngơi trên đây mọi người. Thì ở đây là mọi người biết mình có cái không gian như thế này á, thứ nhất là để làm những cái vlog chia sẻ về hoa kiển với mọi người, thì cũng là cái chỗ để mình thư giãn vào những ngày chủ nhật đó, mọi người. Ví dụ mình làm nguyên tuần như đó, những ngày chủ nhật mình rảnh rỗi thì mình lên đây mình chăm sóc những cây kiển của mình. Đây mọi người xem cái cây gần thân hôm trước mình có làm cái video mình chia sẻ mọi người nè. Mọi người nhìn, nếu chúng ta nhìn ở cái góc độ này thì mọi người giống như nó đang nằm lơ lửng trên không, mọi người thấy nè, nhìn rất là lạ mọi người thấy không. Đó là những gì mà mình đang tưởng chia sẻ với mọi người chút xíu về những cây kiển xung quanh chúng ta. Chia sẻ với mọi người một chút về để mình trồng, mình thay cái chậu của cái cây bonsai mini hồi nãy cho mọi người xem. Mình sẽ thay vào trong cái chậu nhỏ nhỏ mini để vô chậu này mọi người nha. Giờ thì mời mọi người theo dõi với mình, thư giãn với mình một chút xíu để mình chia sẻ mình trồng cái cây kiển đó vô đây mọi người nha. Mình ở đây mình mọi người thấy nè, trên đây đáng lẽ mình dùng lúc mình làm nó còn ướt á, mình sẽ dùng cái dao mình gọt cho bằng, nhưng mà mình không có thích làm cho nó bằng gì mà mình để cho nó gồ ghề gì nè mọi người. Mọi người nhìn thấy cái mặt của nó giống như là nứt nẻ sần sùi, mọi người nhìn thấy nè, mình thích để như vậy đó. Bây giờ mình sẽ trồng cây này vào trong cái chậu này mọi người nha. Hôm nay chia sẻ với mọi người thì mình không ngồi trên bàn như vậy mọi người, lấy hai cái thùng bê mình úp ngược lại cái mình ngồi chia sẻ với mọi người thôi. Đây nè mọi người thấy cái cây mini nhỏ xíu của mình nè. Mọi người xem rễ nó ăn xuống đây, trồng rất là lâu luôn rồi mọi người.
Thì hiện tại bây giờ thì nó không thể nào mà để vô dừa trong cái chậu được mọi người nha. Thì mình bắt buộc mình phải dùng kéo mình tỉa cho nó gọn, cho nó nhỏ lại nha. Mình sẽ cắt bỏ những bộ rễ bên đây mọi người. Đây, ta hạ bớt phần rễ này của nó. Cây này thì tuy nó nhỏ thật nha mọi người, nhưng mà nó có cái bộ rễ á, mọi người nhìn thấy có bộ rễ của nó nhìn rất cũng là rất là ấn tượng mọi người. Để mình sẽ ép nó xuống chặt chút xíu cho nó nổi lên trên này đó. Rồi cái mai mốt mình sẽ đi kiếm riêu của mình phủ cho nó một xíu. Rồi video mình chia sẻ về những cây kiểng bonsai và những cây cảnh như thế này nhỏ nhỏ xinh xinh của miền Tây ấn tượng đã chia sẻ đến mọi người. Tới đây cũng đã hết rồi mọi người nha. Thì mọi người nếu cảm thấy video của miền Tây ấn tượng hữu ích thì mọi người hãy cho miền Tây ấn tượng một like để làm động lực để miền Tây ấn tượng có thể tiếp tục chia sẻ với mọi người về những cây kiểng xung quanh làng hoa Sa Đéc của mình, để cho mọi người có những phút giây thư giãn và tìm hiểu thêm những loài cây cảnh xung quanh chúng ta. Và hẹn gặp lại mọi người ở một cái video tiếp theo với một loại cây trồng mới. Thì mình sẵn đây mình cũng bật mí mọi người là hôm nay mình đang đi sưu tầm, muốn chia sẻ với mọi người về những cái loại cây ớt. Thì mọi người biết ớt thì nó có loại ớt, chúng ta ớt đủ loại ớt hết trơn mọi người. Thì thường thường mình nghĩ chắc có lẽ mọi người chỉ biết được một vài cái giống ớt thông dụng mà chúng ta thường mua ngoài chợ về, là những cái giống ớt đó là chỉ có hơn mọi người chỉ biết có vài loại thôi. Thì mình hôm nay mình đang sưu tập trong cái làng hoa của mình đi hôm nay mình kiếm cũng được mấy loại rồi mọi người, cũng được 4-5 loại gì đó, nhưng mà nó còn thiếu rất là nhiều, cho nên mình cũng tranh thủ một vài ngày tới mình sẽ tìm và sưu tập cho nó đủ những loại cây ớt để chia sẻ với mọi người về những loại cây trồng xung quanh làng hoa của mình mọi người nha. Đó là những vlog, những video mà miền Tây ấn tượng gửi gắm cho mọi người. Những ai nếu yêu cây cảnh và hoa kiểng thì mọi người nhớ hãy bấm vào nút đăng ký của miền Tây ấn tượng để tiếp tục theo dõi và xem cách để mình chia sẻ với mọi người về những loài hoa kiểng xung quanh chúng ta mọi người nha. Thì video của mình đến đây xin phép được tạm dừng. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở một cây kiểng mới và một cái chậu hoa mới mọi người nhé.